Kính chào bà con nông dân và quý khán giả thân quen của bản tin 365 ngày chuyển động. Sau thời khắc giao thừa, bước qua năm mới Kỷ Hợi 2019 là mọi điều không vui, chúng ta hãy bỏ lại năm cũ. Quỳnh Như, Nhật Minh thay mặt các đồng nghiệp kính chúc bà con nông dân và quý khán giả năm Kỷ Hợi tâm thế mới, vận hội mới, thành công mới. Trong không khí vui xuân, bà con mình vừa ăn Tết cũng vừa thăm ruộng để năm sau lại thắng lớn. Bà con và quý khán giả, ngày Tết sử dụng thực phẩm nông sản cũng nên cập nhật giá cả thường xuyên. Đó là lý do 365 ngày chuyển động đồng hành cùng bà con mỗi ngày. Cả những ngày xuân này, hôm nay sẽ là thông tin gì? Mời bà con cùng điểm qua. Hậu Giang Tết này bán sản phẩm từ cá thác lát đặc sản hút hàng, thương hiệu Dương Gia. Sau khi tìm hiểu thị trường nông sản, bà con hãy vui xuân cùng nông dân Lâm Đồng trên những ruộng rau, qua, ăn Tết nhưng không quên mùa màng. Lâm Đồng tiếp tục chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, đồng thời nâng chất lượng nông sản với giống in vitro. Là đặc sản của tỉnh Hậu Giang đã được nhiều khách hàng gần xa biết đến, những sản phẩm chế biến từ cá thác lát luôn trong tình trạng hút hàng, đặc biệt là dịp Tết do nhu cầu tăng cao. Các cơ sở sản xuất chế biến bán hàng không kịp tay và cứ mỗi dịp Tết về, đã con cá thác lát Hậu Giang có dịp bơi đi xa hơn. Chính vì cá thác lát Hậu Giang có hương vị riêng, đầu tư chất lượng nên sau nhiều năm thăng trầm đi tìm thương hiệu cho mình, thì hiện nay cá thác lát Hậu Giang đã dần thuyết phục người tiêu dùng. Phóng viên chương trình đã có ghi nhận không khí bán hàng năm nay của các cơ sở sản xuất cá thác lát trên địa bàn. Bắt đầu từ sáng sớm, hơn 10 công nhân tại cơ sở đã bắt đầu làm việc để kịp hoàn thành đơn hàng 100 kg chả cá giao cho khách hàng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay ngoài thị trường bán lẻ thì cơ sở còn chú trọng đến chất lượng, an toàn sản phẩm để phân phối vào hệ thống siêu thị Lotte và Vinmart ở Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Dù nhu cầu tăng nhưng hầu như giá cả vẫn được cơ sở giữ nguyên so với ngày thường để đảm bảo nhu cầu người tiêu dùng. Cụ thể giá cá thác lát rút xương là 210.000 đồng một ký, chả cá ướp gia vị là 230.000 đồng một ký, khổ qua rừng dồn thịt 200.000 đồng một ký. Năm nay thật là vui vì tôi thấy có nhiều bà con nông dân bán hàng nông sản ở chợ về quê ăn Tết sớm. Và theo ghi nhận của phóng viên, năm nay mặt hàng thực phẩm tươi sống, đặc biệt là thịt heo hút hàng, vì người chăn nuôi và cả thương lái coi như có một cái Tết sung túc hơn mọi năm. Còn những người bán hoa nông sản chưng Tết thì sao? Nhà vườn có về quê đón Tết sớm cùng với gia đình trong sự phấn khởi của một năm mua may bán đắt hay không thì phải tham khảo thị trường sau đây ạ. Nhập về 400 cặp dưa chưng từ 25 Tết, nhưng chỉ sau 3 ngày, anh Đào Thanh Giảng đã bán gần hết. Không riêng về sạp dưa của anh, hơn chục sạp khác tại thành phố Vị Thanh cũng phấn khởi như vậy. Năm nay do mưa bão, sản lượng dưa không nhiều nên giá khoảng 150.000 đồng đến 250.000 đồng một cặp tùy kích cỡ. Thưa quý khán giả, không chỉ dưa hấu mà năm nay tại thành phố Vị Thanh các mặt hàng hoa kiểng cũng bán khá là chạy, bằng chứng là những cái lô hoa đã sớm hết hàng. Dạng thọ, cát tường, hoa giấy là những loại hoa cháy hàng sớm nhất tại chợ hoa Vị Thanh dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Không chỉ có màu sắc bắt mắt, giá thành hợp túi tiền, khá rẻ, chỉ khoảng 25.000 đồng một cặp dạng thọ, 40.000 đồng một chậu cát tường nên khá hút hàng. Người trồng hoa cho biết năm nay thời tiết thuận lợi mà việc mua bán cũng trôi chảy, hoa bán hết trước sớm. Mùa mây bán đắt nên Tết đến sớm hơn với người trồng hoa, đem sắc xuân làm đẹp cho đời. Quý khán giả và bà con vừa điểm qua một vài mặt hàng phục vụ thị trường Tết. Không chỉ trái cây, thực phẩm xuất hàng mà những loại nông sản sạch, an toàn cũng đang được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Có thể thấy, nhu cầu tiêu dùng của người dân đã thay đổi rất nhiều. Mâm cơm gia đình bây giờ phải bổ dưỡng và an toàn sức khỏe. Một nhu cầu tất yếu của người tiêu dùng buộc nông dân sản xuất cũng đáp ứng theo. Nông dân Hậu Giang đã chuẩn bị nông sản sạch để phục vụ thị trường Tết. Kết quả phấn khởi là Tết năm nay, rau sạch của bà con đã không chỉ còn quẩn quanh ở các khu chợ, cửa hàng bán lẻ nữa. Vậy rau của bà con được bán đi đâu? Mời quý khán giả cùng theo dõi. Đại diện siêu thị Cốt Mắt cho biết, hiện đơn vị đang cung cấp ra thị trường gần 10 loại thực phẩm sạch của nông dân Hậu Giang, chủ yếu là rau ăn lá, dưa lê, mãng cầu để phục vụ thị trường Tết. Hầu hết các sản phẩm này đều được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp và có dán tem truy xuất nguồn gốc đảm bảo an toàn, chất lượng, phục vụ người tiêu dùng. Bình quân những ngày này siêu thị tiêu thụ khoảng 30-40 kg một ngày. Trước phản hồi tích cực từ phía thị trường, theo kế hoạch thời gian tới, Cốt Mắt sẽ khảo sát lên kế hoạch liên kết với các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh để sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, đảm bảo nguồn cung cho siêu thị.
Người tiêu dùng tin tưởng hàng siêu thị vì nơi đây bán hàng có tem nhãn, nguồn gốc xuất xứ. Những bó rau của nông dân vào được siêu thị sẽ tăng từ 1 đến 2 ngàn đồng một ký so với bán thông thường và được người tiêu dùng biết đến nếu có nhãn hiệu riêng. Đây được xem là một tín hiệu vui, triển vọng cho bà con nông dân Hậu Giang, dùng nông nghiệp đang hướng đến sản xuất xanh, sạch, an toàn để có đầu ra an toàn, bền vững. Huyện Châu Thành của tỉnh Hậu Giang có thể được xem là nơi khởi phát của nhiều loại trái cây độc lạ như là bưởi tạo hình, đu đủ in chữ, mãng cầu vàng như là bà con đang thấy ở đây. Sản phẩm tạo hình xuất hiện mấy năm nay nhưng chưa thôi hết nóng nhờ sự độc và lạ. Đó chính là niềm vui cho nhà vườn vì đầu ra ổn định. Và đồng nghiệp của chúng tôi, chị Thư Kiều đã đến thực tế mô hình của một nhà vườn trẻ là cháu của ông Võ Trung Thành, vua bưởi hồ lô. Sản phẩm làm nên tên tuổi của người nông dân Hậu Giang này để quà chung niềm vui đón xuân của nhà vườn. Thưa quý khán giả, Thư Kiều đang có mặt tại vườn bưởi của anh Võ Nguyên Tính ở ấp Phú Tri A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành. Và đây là sản phẩm bưởi tạo hình của gia đình có in hình chữ tài lộc rất là đẹp mắt và chúng sẽ được cắt bán để chưng trên mâm ngũ quả hay là cúng tổ tiên vào những ngày Tết. Vào những ngày giáp Tết ở huyện Châu Thành thì Thư Kiều cảm nhận được không khí rất là vui tươi của bà con. Nhưng mà có phải là vì bưởi tạo hình trúng giá hay không? Thì mời quý khán giả cùng theo chân Thư Kiều tìm hiểu nha. Anh Tính ơi, thì bưởi năm nay nhà mình bán có đắt khách không anh? Nói chung cái anh làm bưởi này thì đa số là người ta đặt hàng vào tháng 7, tháng 8 rồi lúc mình vô khuôn đó. Thì cái giá bán của mình năm nay thì có cao hơn so với năm ngoái không? Năm nay lý do là thời tiết nó hơi thất mùa em. Dạ. Nên giá nó phải cao hơn khoảng từ 2 đến 300 ngàn một cặp. Ừ. Năm nay cái lượng bưởi nhà anh tạo hình thì là khoảng bao nhiêu trái anh? Nó thổi vàng khoảng 200 trái. Bưởi hồ lô cũng khoảng từ 200 đến 250 trái em. Vậy cái năng suất của mình tạo hình thì có đạt được bao nhiêu phần trăm trong cái số lượng đó? Nói thật chứ năm nay đó, lý do thời tiết đó, là cái lúc tạo làm bông đó, nó không có ra bông. Dạ. Cho nên nó sản lượng năm nay nó rất là thấp. Chỉ năm rồi làm nhiều hơn năm nay, nhưng mà năm nay cái sản lượng nó đạt lại thấp hơn năm rồi. Dạ. Bưởi thổi vàng đây, nó có mẫu như thế này nè. Anh ơi, để mà làm được những cái trái bưởi như thế này thì có khó không anh? Khó ở chỗ là khi em làm bông á, là em phải từ cái lúc chăm sóc mà nó mới nhú bông ra luôn, là để cho trái bưởi đẹp da, đẹp vẻ, là cái màu da ngoài nó phải sạch, nó không có bị con gì cắn đục hoặc là không có thẹo nhít gì hết trơn á. Trên trái bưởi nó phải là sạch đẹp luôn đó. Mà cái khâu nào thì sẽ là quan trọng nhất? Cái khâu quan trọng nhất á, là em chọn trái là phải đủ lá, tại vì bưởi chưng mà. Ừ. Nhất là cành lá, hai là da vẻ. Hôm nay đến đây là ngày cuối cùng của năm cũ, thời khắc bước sang năm mới thì chỉ được đếm bằng giờ thôi. Thì không biết là anh Tính có muốn chúc gì đến bà con gần xa không và những cái mong ước đầu năm của mình sẽ là gì? Mong là tất cả mọi người nông dân khác làm nông nghiệp của mình á là được một năm trúng mùa, được giá và bước qua sang năm mới thì tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, vạn sự như ý. Cũng mong cho bà con nông dân của mình làm ăn phát đạt. Với những trái bưởi thông thường vào ngày Tết thì có giá 30-40 ngàn, nhưng với những trái bưởi tạo hình in chữ tài lộc như thế này thì có giá cao gấp chục lần. Và niềm vui đối với nhà vườn thì rất là đơn giản khi mà sản phẩm của mình làm ra bán có giá dễ hút hàng. Thưa bà con, theo như anh Tính cho biết, mùa Tết năm nay gia đình anh tạo hơn 200 trái bưởi cho khách hàng. Các sản phẩm chủ yếu là bưởi hình hồ lô, bưởi hình thỏi vàng. Mặc dù sản lượng chưa nhiều, nhưng với sức hút, thương lái đã đặt hàng hết từ trước, cho thấy nhu cầu trái cây tạo hình của thị trường rất lớn. Dân và thưa bà con, bưởi thỏi vàng với hai chữ tài lộc đối xứng nhau, mỗi trái cân nặng từ 800g đến 1kg, rất gọn gàng của anh Tính, được người tiêu dùng nhận thích và khách hàng đặt hết trước đó. Một trái bưởi bình thường có giá Tết này thì khoảng 50.000 đồng đến 60.000 đồng. Tuy nhiên, với sự sáng tạo của mình, thì nhà vườn ở Châu Thành như anh Võ Nguyên Tính thì bưởi tạo hình có giá cao gấp chục lần. Nhà vườn của miền Tây lại có một mùa xuân mới vui tươi từ sản phẩm độc lạ của mình. Nếu như ông Võ Trung Thành là vua bưởi hồ lô, thì chàng trai 8X Võ Nguyên Tính được coi là người tiếp nối, giữ nhịp trong việc tìm và phát triển thêm nhiều mẫu mã độc lạ để cạnh tranh, giữ thương hiệu trái cây tạo hình của địa phương. Đó là niềm vui của nông dân chúng tôi muốn chia sẻ với bà con và quý khán giả vào đầu năm mới, với mong muốn sẽ giữ nhịp và tạo sự hăng hái trong sản xuất của nông dân. Tiếp tục chúng tôi mời quý khán giả đến Lâm Đồng xem đầu năm nay nông dân ở đây đang có kế hoạch gì không.
Để thực hiện mục tiêu phát triển các loại cây trồng có lợi thế cạnh tranh, từng bước hình thành các vùng nguyên liệu có chất lượng và giá trị cao, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung chuyển đổi giống cây trồng có trọng tâm, trọng điểm theo từng nhóm đối tượng và từng chủng loại cây trồng. Nâng cao chất lượng cây con giống là giải pháp rất phù hợp để cải thiện đáng kể chất lượng nông sản. Đó là hàng năm có khoảng 30 triệu cây giống in vitro và trên 2 tỷ cây giống rau hoa được sản xuất từ khoảng 200 cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh. Hàng năm trên địa bàn tỉnh đã tiến hành nhập khoảng 60 giống rau hoa các loại với số lượng giống có bản quyền chiếm đến 75%. Sử dụng nguồn giống đảm bảo chất lượng, sử dụng giống có bản quyền, nhất là trên lĩnh vực sản xuất hoa, đã giúp nhiều nông dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thuận tiện trong việc xuất khẩu nông sản ra nước ngoài, nâng cao thu nhập trên mỗi đơn vị canh tác. Có được nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng một hecta, thậm chí cả tỷ hay vài tỷ đồng một hecta, đó chính là mơ ước và là sự thắng lợi của nông dân của tỉnh Lâm Đồng hiện nay. Vậy thì anh Nhật Minh có thắc mắc là vì sao bà con mình lại thành công nhanh như vậy không? Tôi thắc mắc và bà con nhiều nơi cũng muốn biết điều này và muốn chia sẻ đó chị Quỳnh Như. Dân bà con của Lâm Đồng trong nhận thức thay đổi tư duy của mình trong sản xuất hướng đến công nghệ cao thì sự chăm chỉ bám sát ruộng vườn không lơ là yếu tố cực kỳ quan trọng để thành công. Để xem tôi nói có đúng không thì xin mời anh Nhật Minh cũng như là bà con cùng xem thông tin của chị Kiều Oanh, phóng viên 365 ngày chuyển động có ghi nhận thực tế. Ra đồng ngày xuân với mong muốn của tất cả những người nông dân là mong muốn cho một năm mưa thuận gió hòa để phát triển tất cả các loại cây trồng vật nuôi, mang đến những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng. Và chúng ta sẽ cùng theo chân những người nông dân để ra đồng ngày đầu xuân nhé. Với 4 sào đất chuyên canh các loại rau qua, vụ canh tác sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 này, nhà nông Nguyễn Văn Bảy ở phường 10 thành phố Đà Lạt đang tập trung đầu tư chăm sóc nhiều loại cây trồng ngắn ngày, trong đó chủ lực là cây Clear Baby, để cung ứng cho bạn hàng gần xa theo hợp đồng đã được thỏa thuận từ bấy lâu nay. Ngay trong ngày mùng 1 Tết âm lịch, anh Bảy đã ra vườn từ sớm để thu hoạch khoảng 40kg Clear Baby cung ứng cho bạn hàng, với giá bán trên 40.000 đồng một ký. Nếu so với nhiều thời điểm trước Tết, lượng nông sản nói trên không nhiều. Tuy nhiên đây là những hoa lợi đầu năm mới, nên nhà nông Nguyễn Văn Bảy đã chuẩn bị hết sức kỹ càng, với mong muốn công việc làm ăn đầu năm được thuận buồm xuôi gió. Bước sang một năm mới để cho thu hoạch là mùng 1 mình đã giao hàng cho bạn hàng. Là anh em bắt đầu là qua cái giai đoạn là mình cũng cầu mong cho anh em này là thời tiết thuận lợi, giá cả ổn định cho bà con nông dân bước sang một cái vụ mới là rất là thành đạt. Ngoài hàng ngàn hecta nông sản ngắn ngày đã được bà con nông dân các địa phương trong tỉnh thu hoạch để cung ứng cho thị trường Tết, thì hiện còn hàng chục ngàn hecta rau qua các loại đang tiếp tục được nhà nông đầu tư chăm sóc hết sức bài bản. Rất nhiều trong số đó sẽ được nhà nông thu hoạch trong vài ngày tới để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi. Bởi vậy mà trong những ngày đầu năm này, nhiều nông dân chuyên canh các loại nông sản ngắn ngày đã ra đồng tiếp tục chăm cây. Chất lượng nông sản có đảm bảo thì công việc làm ăn trong năm mới mới được đầu xuôi đuôi lọt. Nói chung bà con nông dân thì mùng 2, mùng 3 là vô vườn làm rồi. Mình làm là các kiểu nhiều cây rau màu thì mình cũng qua mình chăm vườn cho nó được. Cũng mong sao là cái năm mới thì được mùa màng rồi là thời tiết nó thuận lợi. Hy vọng với những nỗ lực của bà con nông dân tỉnh Lâm Đồng, năm Kỷ Hợi 2019 tiếp tục là năm mà nông dân Lâm Đồng gặt hái thêm nhiều thành quả mới. Những nỗ lực đó của bà con chính là cơ sở góp phần ổn định thu nhập từ vài trăm triệu cho đến hàng tỷ đồng một hecta một năm với những diện tích canh tác công nghệ cao, và cũng là tiền đề để phát triển ngành nông nghiệp địa phương theo hướng toàn diện, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường trong và ngoài nước. Ăn Tết nhưng không quên ruộng vườn là sự chủ động cực kỳ của nông dân. Tôi hiểu vì sao nông dân muốn giàu thì bên cạnh sự nhạy bén cũng cần sự chăm chỉ nữa. Dân đúng rồi. Kính chúc cho bà con nông dân luôn dồi dào sức khỏe, năm mới vạn sự như ý. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.